Khởi động đàn, mặc định chúng ta sẽ có tiếng grand piano. Để chọn một âm sắc khác, ví dụ tiếng string, các bạn sử dụng nhóm tone group. Sử dụng phím mũi tên lên xuống để chọn âm sắc. Hướng dẫn cách đàn hai âm sắc cùng một lúc. Đầu tiên, các bạn chọn tiếng grand piano. Tiếng thứ hai là tiếng string. Các bạn nhấn và giữ cho đến khi màn hình hiển thị chữ Layer On. Hướng dẫn cách chọn điệu. Các bạn sử dụng nhóm Rhythm Group bên tay trái để chọn. Ví dụ chọn điệu rumba, các bạn nhấn vào nút Latin. Sử dụng phím mũi tên lên xuống để chọn điệu Latin. Sử dụng nút Tempo để điều chỉnh nhịp độ. Nhấn nút Accom On để mở chế độ nhạc đệm tự động. Nhấn nút Synchro để bắt đầu đệm hợp âm xuống đàn, nhạc sẽ vang lên. Bạn có thể chọn cách đệm khác bằng cách nhấn vào nút Variation. Để kết thúc bài nhạc, các bạn nhấn vào nút Ending. Hướng dẫn sử dụng Registration. Trên modem BX780 gồm 24 băng, mỗi băng lưu trữ được 4 cài đặt. Bạn có thể lưu trữ âm sắc, điệu nhạc, tốc độ và nhiều tiện ích khác của đàn vào một phím nhấn, để khi biểu diễn hay luyện tập chỉ cần nhấn một nút là gọi lại các thông số đã cài đặt. Đầu tiên, các bạn chọn tiếng grand piano, điệu rumba, tempo 115. Sau đó các bạn chọn băng lưu trữ, ví dụ băng số 3. Các bạn nhấn giữ nút Store, sau đó nhấn vào phím số 1 để lưu trữ. Chọn âm sắc khác, ví dụ organ. Các bạn nhấn giữ nút Store và phím số 2. Tiếng string, các bạn nhấn và giữ nút số 3. Để gọi lại cài đặt, các bạn nhấn phím số 1 để sử dụng tiếng grand piano. Phím số 2 để sử dụng tiếng organ. Và số 3 để sử dụng tiếng string. Cách thu âm một bài nhạc vào đàn. Đầu tiên, các bạn nhấn nút Song Recorder để vào chức năng thu âm. Nhấn thêm một lần nữa để chuẩn bị thao tác thu. Các bạn chọn tiếng, điệu và nhịp độ. Nhấn nút Accom On và Synchro. Nhấn nút Start, Stop để ngừng thu. Để thoát khỏi chức năng này, các bạn nhấn nút Song Recorder 2 lần. Để phát 60 bài hát có sẵn trong đàn, các bạn nhấn nút Music Library. Trên màn hình sẽ hiển thị số thứ tự và tên bài hát. Để chọn bài, các bạn sử dụng phím mũi tên lên xuống. Nhấn nút Start, Stop
để phát hoặc dừng bài hát. Bạn cũng có thể tập riêng từng tay bằng cách nhấn nút pad select. Sử dụng phím mũi tên để tắt hoặc mở tay trái, tay phải. Hướng dẫn sử dụng USB được tặng kèm theo đàn. Cách phát file MIDI. Đầu tiên, các bạn nhấn nút Function, sau đó nhấn vào nút Audio Recorder. Các bạn sử dụng nút A, B, C, D để chọn thư mục. Sử dụng phím mũi tên lên xuống để chọn bài hát. Nhấn nút Start, Stop để phát hoặc dừng bài hát. Cách phát file WAV. Đầu tiên, các bạn nhấn nút Audio Recorder, đèn sẽ sáng. Sau đó, các bạn nhấn giữ nút Function và nhấn nút Audio Recorder. Sử dụng phím mũi tên lên xuống để chọn bài hát. Nhấn nút Start, Stop để phát hoặc dừng bài hát. Để thoát khỏi chức năng này, các bạn nhấn nút Audio Recorder 2 lần.